Chào cả nhà nha. Thì đây là cái nhà vườn có tầm khoảng vài chục ngàn cây mai con nè. Thì hiện tại bên nhà vườn mình cũng đang rất là ngợp nền ha. Thì đang có ý định muốn giao lưu với chúng ta. Thì gốc nó bằng từ điếu thuốc tới mấy ngón tay nha cả nhà. Cao từ 1m tới 1m2. Chúng ta có thể mua về ghép liền được, và chúng ta có thể mua về là đang lục bình rồi này nọ tất cả các thứ ha. Cái số lượng thì rất nhiều luôn. Thì cả nhà mình xem chi tiết trên kênh nha. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến nhà vườn của Kim Anh tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà cùng giao lưu với nhà vườn mình một vài lô mai con nha cả nhà. Thì ở đây mai dảo ha, nó thuộc cái dòng dảo ươm hạt chứ không phải là dảo Thủ Đức nha cả nhà. Tại vì cái dảo Thủ Đức ươm hạt thì nó lại khác, lấy từ cái hột của cái cây dảo Thủ Đức. Còn này thuộc dòng dảo là ở khu em ta quy ra từ 5 tới 12 cánh đó, thì đa phần nó là nó thuộc cái loại dòng dảo nha cả nhà. Thì vậy cho cả nhà mình dễ nắm chứ không phải là dòng cúc. Tại trong quá trình mình ươm lên đó cả nhà, nó thụ phấn chéo tùm lum, ngay cả cái hậu của dảo Thủ Đức nó cũng phải thụ phấn chéo, nó sẽ không có ra giống bố mẹ ha. Thì hôm nay bên nhà vườn mình giao lưu chúng ta có hai cái giá nè, một loại là 5.000 và một loại là 7.000 ha. Thì bây giờ em quay cho cả nhà mình xem cái loại 7.000 ha. 5.000 thì nó nhỏ hơn chút xíu, thì nó cũng vậy thôi, trong một lô này nhỏ hơn thì nó là 5.000 thôi. Thì cái lô này nè cả nhà xem, nó rất là cao, nó cao tầm khoảng 1m tới 1m3 ha. Thì đây như cả nhà mình thấy cái chỗ em đang đứng ha, đang đứng thì nó cao ngang tay em ha. Cái hàng này thì hàng thuộc cái dạng hàng to nha cả nhà, hàng lớn, hàng nó thì đây cả nhà xem gốc nè, nó là quấn rễ lò xo nha cả nhà. Rồi có điều lò xo để cục mà giờ nhà vườn mình cho hơi sâu, để chút xíu em quay camera lại cho cả nhà mình xem. Thì cho cả nhà mình thấy là cái hàng nó hàng bự. Đây giờ cả nhà mình có trồng hay là đang lục bình hay làm gì cũng rất là ok, cao tới 1m mấy luôn cả nhà, 1m tới 1m mấy. Thì đây cây bành không à. Quay sơ cho cả nhà mình xem một cái rồi mới bắt đầu là mình vào chi tiết ha. Gốc đó thì nó bằng ví dụ như một vài cây tệ thì nó bằng điếu thuốc thôi, còn bao nhiêu nó bằng coi như là nó bằng mấy ngón tay mình nè cả nhà, bằng mấy ngón tay ha. Thì đa phần bằng mấy ngón tay, rất là nhiều nha, hàng vài chục ngàn cây. Do đó là cả nhà mình có mua ghép ha, mua trồng mua này nọ thì được sẽ được những cây phải nó đẹp ha, để chúng ta về phục vụ mục đích của chúng ta. Nhiều lắm nha, nguyên khu bên này. Rồi chúng ta bắt đầu vào chi tiết ha cả nhà. Thì đây những cái cây mai chúng ta là những cây mai như thế này, gốc cỏ cái mới được. Đây thì nó là gốc lò xo thế này ha. Thì ở đây bên nhà vườn mình giao lưu chúng ta giá là 7.000 đồng một cây. Thì 50 từ 50 cây thì nhà vườn cũng là bao phí ship cho chúng ta, coi như là 350 là có 50 cây như thế này. Mà cái gốc của nó ha, thì từ điếu thuốc nha tới bằng mấy ngón tay luôn. Đó, nó cái chặng vậy hết nha. Bên này kiến quá, để qua cái khu khác. Kiến quá kiến. Đó, thì như đây. Như đây cả nhà mình thấy nè. Đó, gốc nó bự nè, như mấy này cả nhà mình xem đưa ngón tay vô nè. Chỉ 7.000 thôi. Hồi xưa mấy chặng này nó tầm từ 10 tới 12.000 là tại vườn. Còn ship thì nó cao hơn, còn giờ giá thì nói để môi cho cả nhà mình xem. Nó nằm bên dưới nè, cũ nè, cả nhà mình thấy chưa? Đó, cây này cũng vậy nha. Quấn ghế lò xo đi cục đó, nằm bên dưới cây nào cũng là lò xo hết. Thì người ta quấn kiểu cả nha. Ví dụ như đây cả nhà mình thấy có những cây lọt trọt nhỏ như thế này, nhà vườn sẽ không giao cho chúng ta đâu nha. Giao những cái cây từ điếu thuốc tới mấy ngón tay nha cả nhà, điếu thuốc ngón tay. Nhưng mà đa phần thì bằng ngón tay út em thì nhiều nha cả nhà, đa phần thì bằng ngón tay út nhiều. Củ đế thì cây nào cũng vậy nha, củ đế bành dưới đó. Này thì tại làm thì người ta chôn ở dưới á, cả nhà mình không thấy rõ thôi. Đó, củ đế nằm dưới hết trơn, bự không à. Này vô hơi sâu cả nhà, đó, cả nhà mình thấy không? Rồi thì em xin nhắc lại ha, cái hàng này thì nó cao từ 1m tới 1m, đa phần mình lấy trung bình là 1m đi. Nhưng mà nó có 1m tới 1m2, gốc thì to, quấn rễ lò xo. Giá lạnh 5 đó là 70.000 một cây. Ủa, là giá là 7.000 cây. Thì
thì 50 cây nhà vườn sẽ ship vào bao phí ship cho ông ta ha. Gốc rễ được khá là ok ha, cây cực kỳ mạnh cả nhà, đem về cả nhà mình ghép liền cũng được, cắt cái bọc ghép ha. Thì hàng này là hàng ghép nha cả nhà, mình đem về ghép liền được nha, gốc bự rồi chứ không phải nhỏ đó cả nhà, so sánh với mấy ngón tay em thì cả nhà mình biết ha, nó không phải nhỏ nha, củ bành bành như nè, nhỏ về cắt ngang đây là ghép thôi. Cây mai nó có một cái thứ nhất cả nhà mình đem về ghép liền ha, thứ hai nữa thì về chúng ta để cho nó lên khoảng tầm khoảng 4-5 tháng ghép mấy ngon, còn cả nhà mình đem về thay thùng cho nó lên 1-2 cây ghép dở ẹt rồi cả nhà. Tại vì mỗi một năm là bên nhà vườn em, năm nay không có nha, nhưng mà mỗi năm bên nhà vườn em là ghép từ ít nhất cũng phải 20.000 cây mai như thế này, do đó thì em rất là hiểu nó luôn ha. Nếu như cây này đang bầu đang mạnh đang cứng cáp như này, cái bầu cứng ngắt nè, đem về cả nhà cắt cái bọc ngang đây ghép cho em là nó cái tỷ lệ dính cao và cái tỷ lệ nó phát triển rất là mạnh luôn. Còn về cô chú anh chị mình sang bầu sang mình nói là sang hụng đường đồ này nó cho nó ra rễ cứng cáp rồi ghép rất là dở luôn. Không, cái đó là cái kinh nghiệm bản thân nha. Cái chỗ em với bên chỗ vườn chích chè bông là mỗi một năm là ghép nhiều lắm. Tại vì chung một cái dàn thợ ghép cả nhà. Dù bữa nào không ghép bên em thì ghép bên dàn bên chích chè bông. Do đó thì em rất là coi như là rất là gành về cái đằng vấn đề ghép gốc nhớt này. Đó, cả nhà xem củ đế nè. Nó đem về cắt cái bụp là ghép liền, giao cho ông ta đem về ghép liền. Cả nhà đừng sợ chứ, tại vì chỗ em ghép rất là nhiều. Thì đây là những cái luống mà nhà vườn đặng ươm đặng quấn rễ á, nó dài, nó cao khoảng này rễ này cao khoảng 4 tấc nha cả nhà. Đây nhà vườn lên cái dàn ươm khoảng 4 tấc thì khi mà rút lên để quấn rễ thì cái bộ rễ nó dài khoảng 2 gang nó quấn được những cây như thế này. Đây gốc thì bự cao nha, cao to không? Đó. Bạnh bạnh không? Nói chung á, năm nay là đây là một trong những cái nhà vườn hiếm hoi mà em đi mà em gặp có những cái luống như thế này thôi. Còn năm nay người ta bỏ hết, ta không có gieo cả nhà. Năm nay không phải vì riêng gì cây mai, tất cả các cây giống đều bán chậm. Do đó thì cái tỷ lệ mà để ươm để quấn rễ rất là ít luôn cả nhà. Rất là ít luôn. Thì rõ ràng cả nhà mình thấy năm nay thì cái cây mai cái giá nó nới hơn mỗi năm rất là nhiều. Nói chung cái này là dạch lên là có củ đế, dạch lên củ đế như cả nhà. Nó không có lồi lên sẵn, phải môi cho cả nhà mình xem mình mới tin tưởng được chứ còn nói cái đó lò xo mà không thấy cái lò xo thì sao tin được ha. Cây nhỏ nhỏ mà lên cục ghê không cả nhà. Thì cái địa chỉ của nhà vườn mình là tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì bên nhà vườn mình nó có hai cái hàng. Cái hàng 7.000 đây, nhất hàng 5.000. 5.000 mấy anh kia thì nó nhỏ hơn, thì nó cũng y gan vậy thôi chứ không gì, nhưng mà nó hơi nhỏ hơn xíu. Thì nó ví dụ như cái này điếu thuốc trở lên, còn kia nó tầm tầm khoảng ngang điếu thuốc tay út đổ lại vậy đó. Chứ nắng quá cũng không môi xiết cho cả nhà mình xem được. Bây giờ thì mình đi quay tổng quát thôi cho cả nhà mình xem. Khu bên này những cái cây mai lùng lùng mà rễ nó xối lên cả nhà mình thấy ha. Đế nó nổi lên vậy nè. Đó, cái hàng này hàng lùng nè. Này chắc mấy ngàn cây. Đó. Bên này thì không có kêu quay, nhưng mà cái chặng này chặng 50.000 nè cả nhà. Ở nhà mình thấy những cái cây bên này mà nhiều khi tưới tay nó xối lên, cả nhà thấy củ rễ đẹp ghê không? Còn bên này là hồi đó mình vô hơi sâu quá, chen xuống nên lắp lại nên mình không thấy được cái đế nó nổi lên ha. Đây, dài bên này là vẫn là cái hàng đó luôn nè. Trưa nắng không biết cả nhà mình thấy trong cái màn hình có hơi chói mắt không ha. Đây, hàng rất là nhiều, do đó thì cô chú anh chị mua số lượng ha. Thí dụ như bây giờ cái giá lẻ là 7.000 đồng một cây, nhưng mà cả nhà mình mua số lượng hàng ngàn cây sẽ có cái giá nới cho ông ta luôn. Tại đây nhà vườn là mình là chuyên giá sỉ, bên chỗ Kim Anh là chuyên bán sỉ ha. Chuyên bán sỉ mà đặc biệt là những cái dòng mai gốc nhớt. Thí dụ như cả nhà mình ngoài những cái loại mà em quay ở đây, thì ví dụ như cả nhà mình cần cái loại nào khác, về tái bí, con rồng, con rắn gì, cả nhà mình cứ điện đặt hàng nhà vườn sẽ có cho chúng ta luôn. Thì nhiều khi cái tâm lý của chúng ta đi mua cây á, ta nghĩ là mua ngay nhà vườn cho rẻ, nhưng mà thật chất không có, nhà vườn bán lúc nào cũng khó mua hơn là cái lái nha cả nhà. Thì đây là của nhà vườn nha, đây là cái vườn của nhà vườn, nhưng mà nhà vườn mình có đi rút hàng mua giao cho người ta nữa. Cả nhà nghe kịp không? Đây thì đây vườn của Kim Anh, nhưng mà nhà vườn của Kim Anh có đi giao rút, ví dụ như cả nhà mình không thích thằng này, mình nhà vườn sẽ rút đi đặt rút những cái hàng khác, nhưng mà số lượng nhiều nha. Còn ít, cả nhà mình mua một vài chục cây với nhà vườn đi rút thì chắc không có đi rút xiết được.
Thì ý nói vậy đó, ví dụ ngoài những cái cây mà cả nhà ở đây chúng ta quay ra thì mình có cái nhu cầu cái loại khác đó, thì cứ alo nhà vườn ha. Thì cái chiều cao của nó, cái gốc nó thì bằng từ điếu thuốc đổ lên, điếu thuốc tới bằng mấy ngón tay chúng ta. Còn chiều cao nó từ 1m tới 1m2. Cô chú anh chị có thể mua về mua ghép liền nè. Thứ nhất mua ghép liền, thứ hai là chúng ta mua để làm lục bình ha. Làm lục bình tại vì nó có chiều cao đó nha. Thì cũng rất là ok luôn. Thì giá là 7.000 một cây và một loại 5.000 thì nó lùn hơn, nó nhỏ hơn. Rồi thì chắc có lẽ là em kết thúc cái clip tại đây. Nếu như cả nhà mình có cái nhu cầu thì liên hệ trực tiếp nhà vườn ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay. Nếu như cả nhà có thấy thích thì cho em xin một cái lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để em có động lực đi quay những cái nhà vườn cây đẹp giá rẻ, hoặc là những cái nhà vườn cây giống đồ này nọ đó. Ngoài những cái clip ở đây em quay ra thì buổi tối vào 7 giờ buổi tối cả nhà, em có coi như là có tiền đường truyền cho mấy anh em có like, thì cả nhà mình thích mua cây trực tiếp á thì mình lên like mình xem nha. 7 giờ tối ha, 7 giờ tối và đôi khi thì cũng có like vào 11 giờ trưa ha cả nhà, 11 giờ trưa. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà.